Nếu mà bạn kiên trì ăn vừng đen mỗi ngày, cơ thể sẽ có những cái thay đổi gì? Vừng đen thì rất giàu những cái chất dinh dưỡng, đem lại cho cơ thể chúng ta rất là nhiều lợi ích cho bản thân. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi thể trạng cơ thể thông qua thực phẩm thì chúng ta cần phải sự kiên trì và ăn một cái thực phẩm một cách đều đặn, lâu dài. Và nếu kiên trì ăn vừng đen mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ nhận được những cái lợi ích vàng sau. Đầu tiên sẽ là cung cấp cái năng lượng lành mạnh cho cơ thể. Vừng đen giàu cái axit béo không no, có thể cung cấp cho các cái loại năng lượng khác nhau cho cơ thể con người, rất là hiệu quả. Và thứ hai sẽ làm chậm cái quá trình lão hóa của cơ thể chúng ta, làm đẹp da này, da căng tràn này. Trong vừng đen thì chứa rất nhiều vitamin E, có tác dụng làm chậm cái quá trình lão hóa của tế bào và làm đẹp da cho các chị em phụ nữ. Cách đơn giản để chế biến các loại thực phẩm này là chúng ta có thể đi nấu thành cháo này và có thể thêm một chút đường để cho dễ ăn này. Và thứ ba là chúng ta sẽ ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Đây là một cái loại thực phẩm rất giàu những cái chất xơ, ăn thường xuyên có thể chúng ta sẽ thúc đẩy cái quá trình bài tiết ở đường ruột, làm phân nó mềm hơn, ngăn ngừa hiệu quả cái tình trạng táo bón. Với một số người hay gặp phải cái tình trạng táo bón, có thể là bổ sung vừng đen vào cái chế độ ăn uống hàng ngày thì rất là tốt. Và thứ tư đó chính là bổ thận dưỡng tóc. Cái chất là gì? Sesamin, biotin là những cái dưỡng chất quý giá có trong vừng đen, giúp cho chúng ta dưỡng tóc này, giúp tóc bạc lâu hơn này, tránh rụng tóc đó cả nhà ạ. Thứ năm đó chính là giúp xương chúng ta chắc khỏe. Vừng đen chứa lượng nguyên tố đó là canxi và magie rất là cao. Khi mà chúng ta bổ sung canxi đều đặn cho xương thì ngăn ngừa cái chính loãng xương, xương dễ gãy, đặc biệt là đối với những ai mà tuổi trung niên và người cao tuổi, cái lượng canxi mất rất nhanh và chúng ta có thể ăn vừng đen để bổ sung sự thiếu hụt canxi. Và thứ sáu đó chính là bổ não. Những người thường xuyên làm việc mệt mỏi, căng thẳng, não bộ có thể bổ sung vừng đen vào cái chế độ ăn. Nếu chúng ta kiên trì ăn những cái loại thực phẩm này, não bộ sẽ vô cùng sẽ cảm ơn bạn rất là nhiều. Mọi người nhớ ăn vừng đen mỗi ngày nhé mọi người.